Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video một game mua truyền kỳ cho VN nha anh em ơi. Thì hôm nay mình chơi Win 3 đen quá. Mình chưa có Win 3 nha. Nghe là mình dồn hết gia sản để lên Win 3. Ngày hôm nay lên 8 phát vẫn xịt. Ngày hôm qua lên 4 phát cũng xịt. Thì bây giờ đồ đạc thì còn mấy set, còn set đồ này thôi. Với lại cái win này thôi, nhưng mà win này mình chưa có tiền để mình dán kim nữa, muốn chuyển qua class EF theo yêu cầu anh em, nhưng mà chưa có dán kim được cho nên mình chưa chuyển. Thì hôm nay mình lại đi lên từ cái lúa thôi, gom đồng xu đây, gom khoảng gần 200 đồng, gần 200 đồng để mình đổi là mình lại lên lông, bây giờ lại lên hơn 200 đồng, 216 đồng, hy vọng là sẽ may mắn. Thì hôm nay không có đồ chưa chuyển qua được class thì mình có một set EF thần là mình bui set EF thần lên lên chuyển EF mà. Mình chưa chưa xong class chưa chuyển qua được cho nên mình cũng chưa có lên đi săn boss được, không lên bị ăn hành cho nên không dám lên. Bây giờ mình sẽ đổi đồng xu may mắn. Đây, hy vọng là được nhiều lông nha. Đến ngày mai đi lên từ cái lúa xem một cái nhén có làm nên mùa xuân không. Bắt đầu tin, lốm. Rồi, đẹp rồi. Có vẻ là tỷ lệ thơm đấy. Rồi. Mặt giống như mà mọi lần thôi. Hy vọng là lần này sẽ được nhiều. Tiếp lần thứ hai. Giỏi lắm ra được 20 lần thôi, nói chung là mình nhận ra 20 nguyên liệu thôi. Và thứ hai. Trời toàn rồi, được một nha. Rồi 5. 5. Mình tiếp đi. Nghĩa là bây giờ lông lông thì ở trong cái phần thưởng công thành 9 nó cũng có, và phần thưởng PK Class nó cũng có, nó ra nhiều và mình gom đến mức độ mình gom được mười mấy cái là anh em cũng giữ rồi, mình tích từ lúc nhiều mà vẫn xịt không ra được. Ồ kìa, bây giờ tỷ lệ vẫn khoai anh em ơi, để thử một phát nữa xem nào. Kìa thì cuối game lết game thì chán đời gì ta, đừng nói một luôn nè. Ồ biết ngay mà, ôi mình càng về lết game càng chán anh em ơi. Thằng phải lết game nhìn sao sao ấy. Rồi kìa, một tí này. Xịt đùa. Không chỉ thề luôn, ngày hôm nay là ngày đúng đen đủi lớn nhất. Đen đủi lớn nhất chơi game. Xịt quá nhiều luôn. Ngày hôm nay đúng là xịt quá nhiều luôn. Chứ không phải là nhiều nữa. Đó kìa, đúng búa tài. Búa tài một tít này. Thôi, thôi, đổi luôn cho rồi, đổi luôn cho rồi. Đổi luôn cho rồi. Rồi tắt này. Đổi luôn cho. Ê, tắt này, tắt này. Đổi luôn cho. Đứng lên pha nữa. Đùa thật, đứng một. Năn ní, năn ní. Rồi, 5, 5, 5, 5. Đổi lên pha nữa. Rồi, rồi. Không còn đánh vật nữa. Đổi tí pha nữa. Rồi, rồi, được, được. Đổi đi mà. Rồi, lâu nay cứ làm màu mè nó bắt bài mình rồi. Bắt bài mình rồi đấy. Bắt bài mình rồi. Bắt ấy da. Lâu nay cứ làm màu mè cuối cùng nó bắt bài rồi. Bắt bài rồi. Được, làm tiếp vào nữa, làm tiếp vào nữa. Làm tiếp này. Rồi, rồi đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Rồi làm tiếp này. Làm tiếp này. Làm ồ xong rồi. Xong rồi. Không rồi, xin lỗi, tha giùm đi. 1-1, đứng 1-1. Đó đừng có 1-1 còn. Ô da, sao bãi được bao nhiêu cái này? Được bao nhiêu cái này rồi, được bao nhiêu cái này? 1 phút bốc đồng một đời bốc kích anh ơi. 1 phút bốc đồng này rồi, có ghi lại hên này. Màu mè lắm gì, đời màu mè lắm gì, màu mè lắm gì. Màu mè nè. Màu này. Ấy da, lại một, không sao. Màu mè lắm gì. Một ai thiếu nguyên liệu còn tí đã. Đừng có đăng ký ngao đã ở còn có 8 đồng à, như vậy là vậy là 10 được 13 đồng, vậy là tính nha, mình chơi bốc đồng có khi nó còn từ đầu có khi là còn ngon hơn 13 đồng mà. 13 đồng thì bây giờ bây giờ cái còn bao nhiêu, còn 2 đồng, 2 đồng bao nhiêu vậy, lòng 300
200 thì mình không còn đặt nào còn đấy. Như vậy bây giờ tổng cộng mình đang có 13 cái lồng gỗ rồi, thì gom đây rồi lại dứt tiếp thôi. Bây giờ khu vinh một thì lại dứt tiếp thôi. Đây chứ bây giờ là mình mấy cái hai cái này là để chia cho hai vui kia. Đây mình cắt vào đây đã. Đây lồng có đây nha, lồng có đây. Bây giờ mở mấy cái bot này trước, con là cái gì ngon không, rồi mở mấy cái bot này. Mấy bot này đấy, rửa lại mấy cái kia cho anh kia đã. Rồi ok, nói chung là bây giờ phải chấp nhận thôi. Đi lên cái đó anh em, bây giờ đi săn bot không dám đi vào luôn, không dám vào luôn anh em ơi. Bây giờ vào rồi đánh đấm bằng cái gì đấy, ước nguyện tâm linh đây. Nhưng bây giờ ra cái gì đấy, bây giờ cái gì mình cũng cần hết, bây giờ trắng tay hết rồi, là trắng từ trên xuống dưới, trên răng dưới giá hết rồi. Rồi bây giờ là đi lên trên Ayaba để mở cái bot 380. Bây giờ cùng Thái Bình ngon không? Rồi Thái Dương lúng, rồi 10%, rồi Thái Bình này lúng mana luôn, thần ma. Ô áo Thái Bình này lúng, ô 30 gen thì một cái mana một cái gen. Rồi găng còn chân Thái Bình, như vậy là nội này đứng đây. Ô Lukaku đứng đây làm gì vậy? Như vậy là được tổng cộng là mấy cái này để làm phôi set này đây, vừa khi ông đưa đây thì nói trong set này bây giờ mình chỉ đập ngọc ngọc mà thôi, hảo mà thôi. Giống như cái quần mana quần này thì bây giờ phải kiếm được cái quần thấp chân này, phải chiến kiếm chân thân thấp này. Bây giờ chân thấp mình có không ta, với quần cấp thấp 45 này, 4 HP này, 4 HP còn 45 thương, 45 áo 45 rồi, mỗi cái này 400 là thương, còn một viên hoàn hảo. Tay có không? Tay có 44, tay có 4 HP, tay có 45, nhưng mà 45 cái này cấp thấp không không tẩy được, tẩy được. Vậy thì bây giờ chỉ làm cái này lên thôi. Phát một đường hoàn hảo mà. Rồi, nó ra dòng 4 đấy. Dòng 4 đang thường bây giờ ra dòng 4 HP. Ông trời đâu phụ lòng người. Ồ, nó ra dòng 5 kìa. Không bố tài thật. EF thì mình chơi dòng 4 4 10 thôi. EF mình sẽ chơi 4 4 10 nha. Dòng này có vẻ căng. Tôi còn cái này ngọc để đi mua, để đi đập bánh búa hết ngọc rồi. Thôi, ngày mai mình sẽ làm lại cuộc đời nha anh em ơi. Một là sẽ đổi cả lát tiền, hai là sẽ xoay cái tiếp Queen 3. Nếu mà đủ lực. Đây, sẽ đổi Queen này qua EF. Không thì đến DK. Thôi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Tối nay không dám đi săn bot đâu. Gặp lại anh em ngày mai nha. Bye.